Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi ngang qua đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới ngang chỗ ấy cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, cổ nhân Việt Nam chúng ta có câu: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sự may mắn đôi khi không đến lần thứ hai, nhưng tai họa xui xẻo là không chỉ một lần. Kinh nghiệm trong đời sống chúng ta thấy đôi khi có những tai họa, những đau khổ, những bệnh tật luôn luôn dồn dập chúng ta đến, giống như miền Trung trong suốt 1 tháng qua, hết cơn lũ này cho đến cơn bão khác luôn luôn dồn dập, và tai họa ập đến không chỉ một lần, họa vô đơn chí. Thánh Martino mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng không đi ra ngoài quy luật đó. Vậy thì đứng trước những tai họa, đứng trước những sự đau khổ đến dồn dập như vậy, đức tin của anh chị em sẽ đứng vững như thế nào? Và điều gì sẽ giúp cho anh chị em vượt qua khổ ải này? Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cùng với gương Thánh Martino cho chúng ta phương thuốc sức mạnh để chúng ta vượt qua. Đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa đó chính là Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người Samaria nhân từ. Trong bối cảnh người thông luật đã hỏi Chúa Giêsu làm sao để đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp, người đã nói rằng đưa ra luật vàng và tóm lại 2 điều là kính mến Chúa và yêu người thân cận. Đó chính là điều mà chúng ta thường xuyên nghe và gần như thuộc lòng. Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực
hết trí khôn ngươi và yêu người thân cận như chính mình. Ngươi đã dùng dụ ngôn gọi là dụ ngôn người Samaria nhân từ để minh họa cho tóm lại điều răn này. Chúng ta thấy hình ảnh của người Samaria nhân từ cho chúng ta ba ý nghĩa thật sự. Lòng nhân ái của người Samaria đã vượt qua óc kỳ thị sự xung đột sắc tộc. Quả thật, giữa người Samari với người Do Thái đã xung đột nhau. Người Do Thái coi người Samari là dân ngoại lai, cho nên họ rất khinh dễ. Và người Samari cũng không ưa gì người Do Thái, bởi vì họ quá tự phụ, kiêu ngạo. Vì thế người Samari vượt qua cái óc sắc tộc kỳ thị đó, vẫn đến chữa lành cho người Do Thái bị nạn. Lòng nhân ái vượt qua sự kỳ thị sắc tộc. Lòng nhân ái còn vượt qua sự sợ hãi. Người Samari cũng có thể sợ người Do Thái bày ra cái cảnh nạn nhân chết dọc đường. Đôi khi mình giúp đỡ họ, mình lại là nạn nhân cho sự sắp đặt nào đó. Cho nên người Samari này cũng đã vượt qua sự rủi ro, vượt qua sự sợ hãi để đến săn sóc và chữa lành cho người bị nạn. Điểm thứ ba, người Samaria nhân từ, lòng nhân ái của người này đã vượt qua sự vô cảm và đi đến tận cùng. Tin mừng diễn tả người Samari đã dùng rượu, dùng dầu băng bó vết thương, rồi đặt lên lưng lừa đi đến chủ quán và nói với chủ quán rằng: hãy chữa lành và tôi sẽ quay trở lại và sẽ thanh toán mọi chi phí. Lòng nhân ái đi đến tận cùng, không bỏ rơi giữa chừng, không bỏ con giữa chợ đời. Ba yếu tố của lòng nhân ái đó chính là họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu nhân từ. Thưa anh chị em, theo chú giải của nhà chú giải Noel Question đã nói rằng hình ảnh người Samari chính là hình ảnh của ngôi hai Thiên Chúa đã từ trời xuống đến cứu con người, nhân loại, chính là người bị nạn, đang bị bóc lột và đang bị cướp bởi sự dữ và ma quỷ. Nhưng Chúa đã bất chấp tất cả đến cứu nhân loại, không phân biệt một ai, Do Thái hay Hy Lạp, là người có đạo hay không có đạo. Ơn cứu độ mang tính phổ quát. Đồng thời, Chúa Giêsu đến là để săn sóc, để chữa lành, bất chấp sự bất tín bất trung của con người. Hơn thế nữa, người đến là để yêu thương con người, yêu cho đến tận cùng và cho đến chết. Hình ảnh thanh toán chi phí không có hoàn lại để cho thấy rằng tình yêu Chúa Giêsu là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu nhưng không. Vậy thì chúng ta thấy dụ ngôn kết thúc bằng lời của Chúa Giêsu đã đưa cho các nhà thông luật: ông hãy đi và làm như vậy. Sau khi ông xác tín rõ người thực thi lòng thương xót là người thân cận chính mình, hãy đi và làm như vậy. Lòng thương xót không trên môi miệng, lòng nhân ái không chỉ xúc động nhưng cần phải thể hiện hành động một cách cụ thể như người Samaria. Thánh Martino mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã đi và làm như vậy theo lời Chúa Giêsu. Quả thật, bất chấp thánh nhân đã từng họa vô đơn chí ngay từ lúc sinh ra, khi mà cha của ngài là một người quý tộc Tây Ban Nha đã thấy một đứa con mang da màu màu đen, em gái của ngài cũng màu đen. Vậy thế
cha của Ngài đã bỏ rơi Ngài. Khi lên 8 tuổi, cha của Ngài đã hối hận quay trở lại Peru và rồi cũng đưa tiền đi học. Nhưng khi được hay tin làm quan thống đốc tại Panama, và một lần nữa cha của Ngài lại bỏ ba mẹ con tại Peru, cho dù chỉ cho những chút đồng bạc để ở nhà trọ ngoại thành phố Lima. Như vậy, hai lần bỏ rơi thì cũng như họa vô đơn chí. Và giữa bối cảnh đó, một cậu bé da đen lại sống trong một cái khu ổ chuột thì chắc chắn ít nhiều cũng ảnh hưởng một cái lối sống gọi là kỳ thị màu da, bộc lộ nô lệ, cướp giật, vân vân. Thế nhưng giữa bối cảnh đó, thánh nhân không để nhiễm thói đời, mà trái lại lại nổi bật như đóa sen ở giữa đầm lầy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhờ đâu? Thưa, dĩ nhiên là nhờ sức mạnh từ nơi thập giá, và đặc biệt Ngài thường xuyên trầu thánh thể, chứ là sức mạnh của Chúa Giêsu. Người biết rằng người cha trên trần thế đã bỏ rơi Ngài và gia đình, nhưng Ngài tin có một người cha khác sẽ không bao giờ bỏ rơi Ngài. Đó là Thiên Chúa là Cha. Quả thật, Chúa đã gửi đến cho Ngài Đức Giám mục Torrico và vị Thánh Rosalima cũng như Gioan Mai Sang là những gương mẫu sáng soi để giữ vững đức tin giữa sự bùng lầy của thế gian. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng lòng nhân đức, lòng nhân từ của người mẹ cũng đã làm cho Ngài vượt qua những nghịch cảnh đó. Và rồi ước mong của Ngài là trở thành một vị lương y cùng với thợ hớt tóc theo ngành nghề bấy giờ kèm theo. Ước mong đó đã được thỏa nguyện. Ngài trở thành vị thầy thuốc đi chữa lành khắp nơi, đặc biệt là những người nghèo. Sống trong bối cảnh đau thương khổ cực bỏ rơi, Ngài mới thấu hiểu được cái sự đau đớn về thể xác và tinh thần của người con người bấy giờ. Cho nên Ngài đã chữa miễn phí. Chẳng những thế, Ngài còn an ủi họ, chữa lành cái tinh thần của họ. Ngành y là ngành kiếm rất nhiều tiền, nhưng Ngài đã không màng đến tiền bạc. Nhiều người giàu đã cho Ngài khi Ngài chữa lành cho họ, Ngài dùng số tiền đó cho những người nghèo. Và vì thế, quả thật nơi Ngài luôn có một tấm lòng mà chính những người bệnh nhân đã gọi Ngài là ân nhân khả ái. Ngài ước mong hiến dâng cuộc đời khi bước vào trở thành tu sĩ dòng Đa Minh. Ngài quyết không đi theo giáo sĩ, muốn trở thành bậc trợ sĩ, trở thành tu huynh để thực thi một vị lương y chữa lành cho người khác. Hơn thế, trong dòng có những sự hiểu lầm xảy ra khi Ngài chữa lành quá nhiều bệnh nhân. Ngài biến căn phòng của Ngài thành một phòng khám, biến giường ngủ của Ngài thành giường bệnh nhân, biến những phòng cơm trở thành phòng phân phát lương thực cho người nghèo. Điều này đã gây ra sự xào xáo trong tu viện, nhiều anh em cũng đã đàm tiếu. Nhưng Ngài đã vượt qua tất cả. Ngài đã từng nói với bề trên rằng: "Thưa bề trên, con không biết giữa sự vâng phục với lòng bác ái thì điều nào lớn hơn." Chính câu nói của Ngài đã làm bề trên suy nghĩ và cũng tạo điều kiện cho Ngài để thực thi lòng nhân ái đối với bệnh nhân. Một lần nọ, khi biết tu viện đã mang nợ rất nhiều, khi bố thí cho những người nghèo, Ngài nói với bề trên: "Xin bề trên hãy bán con chỉ là một người da đen, hãy bán con như một người nô lệ để kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho dòng."
anh em đã ngăn cản bề trên không được bán Martino, bởi vì Martino là một tấm lòng vàng. Và rồi Ngài đã chữa lành, chữa bệnh, thậm chí theo tương truyền Ngài còn làm nhiều phép lạ khi còn sống, có thể hiện diện hai nơi cùng một lúc. Nhưng tấm lòng vàng đó lại rất khiêm tốn, rất khiêm nhu. Ngài đã ý thức rõ mình chỉ là khí cụ của Chúa. Ngài chỉ xin mình chỉ là cây chổi cùng. Và hình ảnh chúng ta thấy Martino luôn bên cạnh Ngài là cây chổi. Ngài ví mình chỉ là một cây chổi, một quét nhà đơn sơ công việc. Ngài quý như một cây chổi để mong Chúa dùng cây chổi này để quét sạch mọi bệnh tật nhơ uế của con người và kể cả tội lỗi của họ. Và vì thế, ngày phong thánh năm 1962, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 đã tôn phong hiện thánh Martino và đặt cho Ngài là Martino Bác Ái, hoặc là tấm lòng vàng. Chính tấm lòng vàng này là chìa khóa mở cửa nước thiên đàng, là chìa khóa sự sống đời đời mà Ngài đang hưởng, và là chìa khóa cho tất cả chúng ta. Kính thưa anh chị em, vậy thì việc mừng lễ thánh Martino này cũng mang lại cho chúng ta một động lực khi giữa ngày hôm nay chúng ta đôi khi đối diện với khổ đau, đối diện với bệnh tật, đối diện với khổ giá như kiểu họa vô đơn chí, thì chúng ta phải biến những điều họa thành một mỗi phút, biến những sự đau khổ thành hạnh phúc, biến nước mắt thành niềm vui bằng việc noi gương thánh Martino, sống nhân ái, lòng nhân từ, không hận thù khi người đời oán giận, không đáp trả sự hận thù ghen tương khi người ta đối xử với mình tệ bạc, bởi vì chính đó là chìa khóa để đạt được sự sống đời đời. Vậy thì kính thưa anh chị em, hơn thế nữa, thánh Martino cho chúng ta một bài học là hãy nhớ đến những người nghèo, vì khi chúng ta chăm sóc cho những người bất hạnh, những người cô đơn, những người bị nạn, những người đó đôi khi là những thành viên trong gia đình chúng ta đang cô đơn, đang chờ một bàn tay săn sóc. Hãy nghĩ đến họ, đừng vô cảm, đừng đi qua một bên mà chẳng chạnh lòng thương. Vì khi chúng ta thương họ, thương bằng tấm lòng, thì chúng ta sẽ giống như ánh sáng sẽ bừng lên như rạng đông, theo lời ngôn sứ Isaiah đã diễn tả: vết thương ngươi sẽ mau lành và đức công chính ngươi sẽ mở đường về phía trước. Vậy thì xin cho tất cả chúng ta luôn nhớ rằng đức mến trên hết tất cả, lòng nhân ái vượt lên trên tất cả, đó chính là chìa khóa để đạt sự sống đời đời làm gia nghiệp. Vậy thì kính thưa anh chị em, hãy đi và làm như vậy, làm như gương thánh nhân từ của người Samaria, hãy làm như gương thánh Martino, để tất cả chúng ta cùng hưởng sự bình an và hạnh phúc đích thực mai sau. Hãy đi và làm như vậy. Amen. Amen.